Lý Tấn Tài xin kính chào các bạn nha. Thì cuộc sống đời thường Lý Tấn Tài mình làm được gì, thấy những gì, chia sẻ các bạn cùng xem nha. Thì trước nhất cũng chúc bạn thành công trong nhiều sức khỏe và thành công trong việc nha các bạn. Thì hôm nay Tấn Tài mình chia sẻ các bạn thay đất với tỉa cành những cây mà mình không có xài bonsai các bạn. Mình xài cái thế cho nó tự nhiên các bạn. Đây, cái khế của mình đây cũng cái Tết này mình cũng xài rồi. Mình tính thấy nó cũng nghèo của các bạn, trái nó không có ngon, không tốt, thiếu đất, thiếu phân bạn. Đây thì quá trình mình thay đất cây khế với mình tỉa cành sau các bạn cùng xem nha. Thì các bạn xem hay cho Lý Tấn Tài mình một like và đăng ký kênh ủng hộ Lý Tấn Tài mình nha các bạn. Đây quá trình mình làm sao thì các bạn cùng xem các bạn. Đây mình tỉa hết cành nha các bạn. Cái này mình làm những cây này mình không xài bonsai các bạn, mình để cho nó là lá nhánh tùm lum cho các bạn. Cây khế của mình nay cũng được 10 tuổi rồi các bạn, 10 tuổi 11 tuổi gì mình nhớ không phải đó bạn, nó trên là đâu đó là không bao nhiêu nha. Cây khế của mình là cây khế ngọt nha các bạn. Các bạn, mình xử lý xong hết trơn, phần nhánh hết trơn các bạn. Này, phần nhánh mình xử lý xong hết trơn. Thì các bạn biết sao mình tính Liên Tài mình không thích cây bonsai là gì, nó do các bạn biết sao. Cây bonsai á, mình đi làm hoài à, rồi nó chết nhánh cái nó bị lép bên cái là nó xấu cái cây các bạn. Thành thử ra Lý Tấn Tài mình không xài bonsai nha các bạn. Hiện tại mình chỉ tỉa nhánh cho nó tròn tròn. Để cho nó ra hoa ra trái cho đẹp thôi nha các bạn. Thì các bạn thấy không, kiến lửa nó vô nhiều quá. Mình sẽ sạch, mình xử lý gốc này các bạn. Nó vô nó cặp mấy cái rễ hư hết trơn. Thì mình xử lý, mình lấy nước mình xịt cái này các bạn. Cái này mình rửa gốc, mình thay đất luôn các bạn. Mình thay giá thể luôn các bạn. Mình lấy nước mình xịt chứ mình không có vũ đất nha các bạn. Vũ đất nó cây nó mất sức lắm các bạn. Mình xịt như vậy cây nó không mất sức nha các bạn. Chuẩn bị đất nha các bạn, rác thải nha các bạn. Thì cái rác thải này nó đơn giản các bạn một một nha các bạn, chấu sống một nè, chấu đen một nè, rồi sơ dừa một các bạn, rồi các bạn sửa sàng đất cho mình một nữa, một một các bạn, trộn đều các bạn, trộn đều lên. Thì đất các bạn trộn đều chân ha, trộn đều chân thì các bạn cho quá trình các bạn cho vô chậu rồi. Thì trước mắt khi các bạn vô chậu các bạn úp cái bông dừa vô các bạn để cho mốc nó giữ cái chỗ thoát nước nha các bạn. Thì các bạn cho giá thể vào. Thì các bạn cho giá thể vào, các bạn ém cho chặt nữa các bạn, ém mà cho chặt hết trơn. Để làm gì các bạn biết sao, cho cây nó cứng nha các bạn. Các bạn muốn cơ gốc các bạn chỉnh từ lúc này các bạn này. Chỉnh từ lúc này các bạn cơ bỏ gốc vô. Nếu không cơ thì các bạn cho thấp xuống chút xíu, cơ thì các bạn chỉnh từ lúc này lên ăn thua với cái lúc đầu mình vô bồn các bạn, vô trọng các bạn. Kiến lửa quá trời. Mình cơ gốc nha các bạn. Hay mình thêm gì vừa. Thì các bạn bỏ giá thể vô. Giá thể vô các bạn đè nén lại cái cứng nó chặt lại nha các bạn. Đè
nén cho chặt lại các bạn, lấy nước tưới gốc một lần nữa các bạn. Bằng tưới đằng các bạn cho nó ấy, nó vô nó nước nó ngập luôn các bạn. Ngập rồi xong các bạn mới đè nén chặt thêm một lần nữa. Bạn đổ nước cho ngập luôn các bạn, rồi các bạn đè chặt lại thêm một lần nữa các bạn. Mình làm video con mình rồi phim luôn bạn, đè chặt thật là một lần nữa bạn, đè chặt lại. Mình bỏ lớp chấu vô đừng cho kiến lửa nó bu nhiều quá. Kiến lửa nó sợ chấu nữa bạn. Bỏ thêm lớp chấu lên. Lỡ các bạn nha, cho chấu chứ không phải chấu nữa các bạn. Nó lộn. Kiến lửa mà nó thấy mấy chấu mấy trò đen, mấy trò nó sợ lắm bạn. Thấy mấy trò nó sợ mấy trò lắm. Mình nén chặt luôn bạn. Các bạn, mình có pha một ít thuốc dưỡng rễ nha bạn, dưỡng rễ và kích rễ nha bạn. Thì mình tưới vô cho miếng thuốc dưỡng rễ và kích rễ các bạn. Mình có pha lượng vừa đủ các bạn, mình tưới vô. Các bạn, mình ấp cái vỏ dừa vô các bạn. Mình thì mình phái vậy các bạn, mai mốt cái rễ nó ăn lên trên cái mỏng này luôn các bạn. Các bạn, mình thường thường mình vô cây nào mình cũng thích quá trời kiến luôn các bạn. Cái này kiến này các bạn bỏ phu răng vô hết các bạn. Bỏ phu răng vô hết cái kiến lửa quá trời, tại vì Tết mình đi làm mà mình không có về á, mình không chăm sóc nó, kiến lửa quá trời đó, mình bỏ một tí phu răng vô rồi xong rồi mình bỏ phu răng vô các bạn, là mai mốt là nó tốt nha các bạn. Cây khế này thì cái trái nó rất to các bạn. Đây các bạn, đây cái này nó trái này trái hư các bạn, mình để cho nó coi chơi cho đẹp thôi, chút nó cũng rụng mà mưa chiều cũng rụng mà. Thì cái khế này khế ngọt thì nó các bạn nào có thay đất vừa dưỡng cây thì không mất sức thì các bạn làm cách theo cái cách của Lý Tấn Tài mình nha các bạn. Thì mà mai mốt các bạn cứ có muốn quay cho mình quay cho cái quá trình mà tốt, mai mốt cái cây nó tốt, mình cái cây mà nó một nhánh đầy đủ quá, mình sẽ quay một làm cái video thứ hai cho các bạn cùng xem nữa. Thì các bạn nào xem thì các bạn nói comment bình luận cho mình sẽ quay cho các bạn xem thêm một cái phần hai của cái khế này cho nó hoàn thiện nha các bạn. Thì tại biết sao mình nói lại thêm một lần nữa, tại vì Lý Tấn Tài mình làm cây Lý Tấn Tài mình đi làm hoài Lý Tấn Tài mình không thích xài cây bonsai nha các bạn. Cây bonsai thì này mình không dưỡng nó chết một nhánh hay là gì đó, một chi nào đó là cái cây nó sẽ xấu ngay. Thì cái khế này mình có tên tuổi đời 10 năm các bạn, trên 10 năm rồi. Thì mình còn cái me đằng kia các bạn. Đó, cái me đằng đó mơ chiều mình cũng thay đất, mình sẽ làm một cái video cho bạn cùng xem. Cây đó, cây me đó nay cũng được 7 năm rồi các bạn. Thì Lý Tấn Tài mình cũng kết thúc video đây. Thì các bạn xem hay, kênh mình vẫn còn mới các bạn. Cho Lý Tấn Tài mình một like và đăng ký kênh ủng hộ Lý Tấn Tài mình nha. Hoặc là chia sẻ cho các bạn nào thay đất, tỉa cây thay đất mà không sợ trong cho mất sức cây á, làm giống như mình nè, chia sẻ cho các bạn đó cùng xem các bạn. Hẹn các bạn video sau. Lý Tấn Tài xin kính chào các bạn.